Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng nào sở hữu mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Đây, thì các bạn có nhớ vào kênh YouTube này. Đấy, các bạn ghi là Triệu Phú TV. Triệu Phú này. Đấy. Triệu Phú TV đi nhá. Đấy, các bạn kích vào đăng ký kênh. Đấy. Đăng ký kênh điện thoại cũ giá rẻ của mình. Bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu về cho các bạn là chiếc con này là Samsung gì nhỉ? Samsung Tab các bạn nhé. Đấy. Con này là Samsung Tab này. Con này là Samsung Tab. Thì con này thì mình Samsung Tab đấy ạ. Con này là máy tính bảng, Samsung Tab máy tính bảng này. Đây hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này là Samsung Tab T211. Đấy, Tab T211. Thì con này thì các bạn chỉ dùng những tính năng vừa phải thôi, như nghe nhạc, xem phim hoặc chơi game nhẹ nhẹ hoặc là xem YouTube chủ yếu. Con Samsung Tab này thì bên mình đang bán với giá là 700k nhé. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc em nhỏ chơi game, xem phim, nghe nhạc rất là ok ạ. Đấy. Tab T211 con này thì là 700.000. Đấy. 700.000 con này nhá. Đấy, các bạn mua về cho các em nhỏ xem thì quá tuyệt vời luôn. Đây. Nói chung là nhanh lắm. Đây, cũng rất là nhanh. Đấy, các bạn xem wifi các kiểu này. Đấy, cũng 700.000 thôi. Không khác gì con đen trắng cả. Đấy. 700.000 đấy nhá. Con Tab T211 này bên mình đang bán với giá là 700k. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Tab T211 này thì các bạn nhấn hàng mình sớm nhất nhá. Sớm nhất ạ. Đấy. Các bạn mua về tặng cho các em nhỏ mà xem phim, nghe nhạc, chơi game rất tuyệt vời. Con này thì bên mình đang bán với giá là 700k. Bạn nào thích sản phẩm Tab T211 này thì các bạn nhanh hay là hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số thông mình đặt hàng, và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bảo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình các bạn nhấc máy lên hoặc là ca địa chỉ cửa hàng mình để mua hàng. Ở xa thì bên mình có ship, và hình thức ở xa thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k, 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Còn các bạn nào mà gì nhở, còn các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi ấy, chuyển khoản trước thì mình sẽ vào live ship. Còn các bạn nào mà chuyển khoản sau ấy, nhận hàng thanh toán, các bạn phải chịu phí ship giúp mình nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi đầu một tuần và bảo hành là 6 tháng đấy, các bạn yên tâm sử dụng ạ. Đấy, ở quanh quanh khu vực Hà Nội thì mình sẽ ship trong ngày luôn cho các bạn nhé. Đấy, con Tab T211 này thì thanh lý giá học sinh là 700k. Các bạn mua về tặng các em nhỏ rất ok nhé. Đấy, các bạn nghe nhạc xem phim cũng là tuyệt vời rồi. Đấy, 700k không khác gì máy đen trắng các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Oppo A3s nhé. Đấy, con Oppo A3s con này máy màu đỏ. Đấy, hình thức là máy còn rất là ngon. 90 trên 90%. Đấy, nó còn 90% này. Oppo A3s màu đỏ này nhá. Đấy, Oppo A3s màu đỏ đây ạ. Đấy, Oppo A3s màu đỏ thì mình sẽ giới thiệu điện thoại này. Đấy, con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con này thì là máy còn khá là đẹp. Con này thì là máy zin nguyên bản. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.550.000. Đấy, chỉ với giá là 1.550.000 thôi nhá. Các bạn đã sở hữu sản phẩm là Oppo A3s, hai camera, một đèn flash, tính năng nhiều, rất nhiều như tính năng mở khóa khuôn mặt. Màn hình của nó là 6 inch. Đây, màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Đấy. Màn hình nhiều giống của iPhone XS Max này, các kiểu. Màn hình sơn 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là hơn 4.000 các bạn nhé. Đấy, màn hình là 6 inch, hơn 6 inch. Đấy, con Oppo A3s này bên mình đang bán với giá là 1.550.000. Máy tính zin nguyên bản đúng không các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Đấy, mình sẽ để tặng Oppo vào đây. Những điện thoại nó level thì mình sẽ để tặng vào đây nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về tiếp tục được con Samsung Note 5. Đấy, Note 5 thì này, thì con này hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Note 5 thì dạo này thì cực kỳ là hiếm. Đấy, con Note 5 này
Thì con này thì còn hình thức còn độ 90%. Đấy. Nó 5 thì bên mình còn hình thức còn 90%. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Note 5 này thì làm bên mình là màn hình đẹp, không ám ồ hay không lưu ảnh nhá. Đấy. Note 5 bên mình thì là màn hình đẹp, không ám ồ hay không lưu ảnh gì. Bên mình đang bán mạng giá là 2 triệu đồng. Đấy, Samsung Note 5 đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này, các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Mua tặng ông bà bố mẹ người thân chỉ với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Note 5 thì hỗ trợ cái bút của bạn viết vẽ thì rất ok nhá. 2 triệu Note 5 này các bạn nhá. Và tiếp theo là mấy con máy cỏ tiếp này. Con này là Vivo Y gì nhỉ? Y55. Đấy, con này là Vivo Y55 các bạn nhé. Đấy, giới thiệu điện thoại Vivo Y55. Cấu hình là RAM gì nhỉ? 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Vivo Y55 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 900k. Đấy. 900k nhé. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Vivo Y55 này. Đấy, 900k các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y55 này các bạn nên hàng lấy sớm nhất nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bên mình đang thành lý bạn giá là 900k nhá. Đấy, Vivo Y55 là 900k cho các bạn nhá. Đấy, và tiếp theo là sản phẩm là Samsung A8 2018. Con này thì hôm nay mình vừa mới về là con này xong. Con này là bản công ty là phải. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đấy. Đấy, bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đấy. Đây. A8 2018, bản công ty 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này thì là 5,6 inch các bạn nhé. Đấy. Đấy, màn hình là 5,6 inch. Phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là màn hình đẹp, không ám ồ hay không lưu ảnh gì nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2 triệu 1 nhé. Đấy, 2 triệu 1 đấy. Phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là các bạn, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con A8 2018 này bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu 100k. Màn hình là AMOLED 5,6 inch Full HD cộng nhé. Đấy, vân tay các kiểu này. A8 2018 này thì cầm cực kỳ là chắc tay và nhỏ gọn nhé. Bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 2 triệu 100k cho các bạn nhé. Các bạn gần có thể qua trực tiếp cửa hàng mình đi. Và buổi tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây Samsung Note 9 đấy. Tất cả buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 6 cây Samsung Note 9. Và mình sẽ báo giá và tình trạng từng chiếc con một nhé. Đấy, Note 9 đấy. Nhà mình tính năng đầu tiên rất hay, các bạn gõ vào màn hình sẽ là sáng này. Sẽ các bạn sẽ biết ngày giờ, lúc đi ngủ các bạn sẽ biết ngày giờ. Và mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình con Note 9 này cho các bạn xem nhé. Đấy, con Note 9 này. Mình sẽ đã ghi giá hết vào đây. Đây. Đây, màu này cũng bạc, màu này cũng chả biết là màu gì mà hơi xanh xanh lơ lơ, xanh xanh nhạt nhạt, đẹp lắm. Đấy. Đấy. Note 9 này, này. Samsung Note 9. 6 cây Samsung Note 9 này đều là mình là bản Hàn 2 SIM 2 sóng nhé. 6 cây Samsung Note 9 này bên mình đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Máy từ đẹp từ 90 trên 90% các bạn nhé. Đấy. Cấu hình thì là mình sẽ xem cấu hình của nó nhé. Đấy. Samsung Note 8 này, cấu hình của nó là RAM 6GB rồi. Đây mình sẽ xem Note 8 đấy. Đấy. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy. Về các bạn chỉ việc mình đã lên sẵn 2 SIM rồi. Thì các bạn về chỉ việc dùng thôi nhá. Tại vì máy mình nhập nguyên chiếc từ Hàn về nó chỉ là 1 SIM. Về Việt Nam mình chạy lên 2 SIM. Thì các bạn thích 2 SIM dùng 2 SIM, 1 SIM các bạn dùng 1 SIM nhé. Đấy, thì mình sẽ xem cấu hình của nó. Cấu hình của nó là RAM, con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB nhé. Tất cả của nhà mình là 128GB. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nói chung là 128GB thì các bạn dùng thì khỏi hiểu chê luôn. Quá là tuyệt vời. Thao hồ lưu dữ chứ ạ. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6,4 inch nhé. Đấy. Màn hình con Note 9 này là tràn viền 6,4 inch. Đấy. Màn hình là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải mặt kính con này, mặt kính là classic 5, con này thì là chống va đập đấy, chống vỡ đấy, chống vỡ va đập. Màn hình con này là màn classic 5. Độ phân giải màn hình của nó, độ phân giải là 2K nhá. Các bạn xem phim 4K, 8K thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Cam quay phim của nó là quay phim 4K nhá. Đấy, camera của nó là quay phim 4K đấy ạ. Đấy, quay phim camera sau này là quay phim 4K các bạn nhá. Đây mình sẽ vào full.
đây full màn hình này. Đấy các bạn nhìn full màn hình chưa? Lót chìn full màn hình thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, quay video chất lượng video là 4K nhá. Đấy các bạn, cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Chip con này là chạy chip Exynos nhá. Máy Hàn sẽ là chạy chip Exynos 9981 9910 nhân 8 nhân 64 bit nhá. Đấy. Quay video 4K đấy. Còn nó là hai camera, một điểm flash và một điểm trợ sáng này, vân tay này. Mình sẽ xem tính năng mở khóa này. Hôm nay mình về được lốt này thì lô này thì quá đẹp đấy các bạn ạ. Đấy. Tính năng mở khóa nó sẽ có tính năng này, quét thông minh này, khuôn mặt này, màu mắt, vân tay này, các kiểu ABC rất là tuyệt vời. Có lót 9 này, pin con này thì là pin 4000 các bạn nhé. Bộ nhớ trong 128GB các bạn dùng thì khỏi phải chê nhé. Đấy, lót 9 đấy, 128 dùng 2 sim 2 sóng. Các bạn dùng một sim vào mạng, một sim nghe gọi cũng được nhé. Được cái màn hình 6.4 inch, độ phân giải 2K, cho hình ảnh rất là cực kỳ là đẹp. Đấy, lót 9 này. Lót 9 này tính năng như tính năng rất hay nhé các bạn, vào chụp ảnh đấy nhé. Mình sẽ dùng cái bút để mình đây. Cái bút nó còn lót 9 nó hỗ trợ bút này các bạn. Bấm vào đây sẽ chụp ảnh nhé. Đấy. Như này các bạn bấm vào bút thôi. Ví dụ các bạn mà live stream hay tự sửa các bạn chỉ cần đấy, bấm bút như này là sẽ chụp ảnh nhé. Đây ạ. Nào, mình sẽ bấm chuyển chụp cái bảng của mình nhá. Đấy, mình sẽ chụp cái bảng của mình. Đấy. Đấy. Đây mình chỉ có đơn giản, mình chỉ cần bấm bút này thôi. Lót 9 rất tính năng rất hay, mình bấm bút này sẽ là chụp ảnh nhá, rất là ok nhá. Đấy, mình sẽ giới thiệu sơ qua qua rồi. Thì là các bạn mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho bạn xem lót 9 này, xem là nghe nhạc thì nó có phê không. Thì vì hôm nay mình vừa mình về lốt lại lô này đẹp quá này các bạn. Mà giá thì lại cực kỳ là rẻ, là hời nhá. Chỉ với giá là dưới 7 triệu đồng thôi. Rất là rẻ cho các bạn. Đây, mình sẽ xem vào xem video cho bạn. YouTube này. Mình sẽ vào nghe nhạc này. Nghe nhạc. Chết mẹ. Đấy, RAM 6 các bạn, chạy quá tuyệt vời luôn. Nghe nhạc xem. Ôi, loa to phê vãi luôn các bạn ạ. Đấy, nghe loa nhạc thì cực kỳ là hay, phê vãi các bạn ạ. Đấy, lót chìm nghe nhạc sướng. Đấy. Đấy, nghe nhạc các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Phim mình chưa xuất hẳn phim 8K cho các bạn xem nhé. Thời gian nữa sẽ có là phim 8K luôn nhé. Đây, đây phim 8K này. Đấy, các bạn xem phim 8K thì thật với các bạn này. Nghiêng không có độ bóng mờ gì nhá. Lót 9 thì đẹp khỏi phải chê luôn. Đấy. Mèo meo quá đẹp này. Đây rồi. RAM 6 bộ nhớ trong là 128 các bạn dùng thì khỏi phải chê luôn. Đấy. Đây, đẹp lắm. Lót 9. Tại vì cái lúc này giá bây giờ nó chỉ dưới 7 triệu đồng thôi thì các bạn đã sở hữu một cái lót 9 rất dê là rẻ rồi. Thời điểm nó mới ra nó hơn 30 triệu. Đấy. Hơn 30 triệu đồng dùng bây giờ nó là một ngày thời điểm mới ra, nó là một siêu phẩm lót chip nhá. Hơn 30 triệu đồng bây giờ chỉ với giá là dưới 7 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Thì mình sẽ giới thiệu từng con một cho các bạn nhé. Đây con đầu tiên, con này thì là màu xanh xanh bạc bạc này. Đấy. Hình thức thì vỏ còn 90/90%. Nói chung là đẹp nhá các bạn nhé. Con này thì là màu xanh 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 kiểu bạc bạc này. Thì mình cũng không rõ cái màu này, nói chung là gọi là màu xanh xanh nhạt nhạt bạc bạc này. Đấy. Đấy. Nói chung là tỷ lệ màn thì nó là đẹp nhá. Gọi là nhờ con là chỉ gọi là hơi một tí tí thôi. Đây. Con này thì cũng là màn là khá là đẹp nhá. Đấy. Màn hầu như là trắng sáng đẹp nhá. Đấy. Con này cũng là màu trắng sáng đẹp này. Đây. Nhà mình thì có hai con nhiều đắt nhất tại sao ạ? Đây. Còn bọn này là 65 này, 68 con này 68 thôi. Đây hai mấy con này đây. Đấy, hai con này là 68 này. Đấy. Hai con này là 67 nhá. Đấy, hai con này 67 68 thì là màn hình nó sáng nhất. Màn hình 68 thì là 6.8 thì là màn hình nó sáng nhất các bạn nhé. Đấy, màn hình thì nó sáng đẹp nhất. Đấy. Còn hai con gì nhỉ? Đấy, hai con 67 thì là màn hình cũng sáng đẹp. Nói chung là không khác gì là cái màn 68 nhá. Đấy, con này thì bên mình Note 9 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6.700k. Bản Hàn 2 sim 2 sóng. Về các bạn chỉ phải dùng nhá. Đấy, thứ nhất là máy này.
máy đẹp không ạ? Đấy, đẹp leng keng xà beng luôn, lót chìn thế ạ. Đấy, bản Hàn 2 sim 2 sóng. Con này thì màn hình trắng sáng đẹp nhá. À, con này thì bên mình đang bán loại giá là 6.700.000. 6.700.000 thì nhà mình có hai màu. Một con màu xanh bạc này và một con màu đen này, đen bóng này. Đấy, bạn nào thích màu đen thì mua màu đen. Đây ạ. Con này thì màn hình cũng đẹp, màn hình cũng sáng đẹp nhá. Đấy, màu đen này. Cũng đều tất cả đều là RAM gì nhỉ? Tất cả đều là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là mình xem lại sơ cua qua lại một lần nữa. Cũng 128 hay sao ạ? Đây. Con này cũng là 128GB nhá. Đấy. Hai con này thì bên mình đồng giá bạn, giá là 6.700.000 đấy ạ. Một con màu đen. Đấy, đen bóng đấy, 6.700.000. Và một con này là màu xanh bạc này. Đấy, 6.700.000 nhá. Đấy, hai con này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 đấy các bạn nhé, hàng là sớm nhất nhá. Hàng này thì là nói chung là hàng họ bán cũ thanh lý thì cực kỳ là hiếm, ít nhá. Nên các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Hai con này thì bên mình đang bán giá 6.700.000 nhá. Đây, tiếp đến là hai con 6.800.000 đấy ạ. Đấy, 6.800.000 thì nó đẹp. Đấy, hai con này thì là màu bạc này, màu xanh bạc đấy. Nó chứ như màu này này. Nó màu xanh màu bạc ấy, xanh bạc đấy. Đấy. Hai con này thì là màn đẹp. Nói chung là màn trắng sáng hơn. Đấy. Đây. Đấy, hai con này thì là màn trắng sáng bốc luôn. Đấy. Đây, hai con này thì là màn trắng sáng bốc luôn nhá. Đấy. Đấy. Bên mình đang bán loại giá là 6.800.000. Đây. Mình sẽ quay đi chiết từng máy cho các bạn nhé. Lót 9 các bạn dùng khỏi phê luôn. Quá là sướng luôn ạ. Đây. 6.800.000 nhá. Và con này cũng là 6.800.000 nhá. Đấy, các bạn này mua về cho gì nhỉ? Ông xã, bà xã hoặc là người yêu dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ví dụ nhà các bạn mà có vợ ấy, chứ mà vợ mà xinh xinh mà đi làm công ty ấy, à làm gì nhỉ? Bên văn phòng ấy. Các bạn mua lốt 9 này về cho bà xã dùng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Quá là đẹp luôn. Đấy. Nói thật với những cái máy mới bây giờ, đời mới bây giờ không bao giờ thể bằng những con lốt 9 này được. Thứ nhất thiết kế quá đẹp luôn. Đây. Những đời mới bây giờ như A70 89 triệu chẳng hạn, ví dụ như ở A80 chẳng hạn. Nói thật với các bạn dùng lốt 9 thì nó khác hẳn luôn. Nhìn đẹp. Kinh thật, đẹp 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 kinh người luôn. Đó. Hai con này là 6.800.000 nhá. Và hai con này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 6 triệu đây 500k hai con. 6 triệu 500k hai con nhá. Đấy. Một con này thì là màu gì nhỉ? Nâu này. Một con này là màu nâu này. Đấy, một con này là nâu và một con này là đen bóng nhá. Đấy. Màn hình con này thì gọi là hai con này gọi là chỉ hơi hơi một tí thôi. Đấy. Màn hình gọi là hơi ảm nhẹ một tí thôi. Các bạn để ý kỹ thì mày thấy nhá. Đấy, hai con này thì là màn hình các bạn để ý kỹ thì mình thấy gọi là hơi hơi ảm nhẹ một tí thôi. Đấy. Đấy. Đấy, hai con này gọi là hơi ảm nhẹ một tí thôi. Đấy, hai con này thì bên mình đang bán mạng giá là 6.500.000. Đấy. Máy đẹp leng keng xà beng luôn đấy. Lót 9 đấy, máy đẹp leng keng luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 8 à Lót 9 mà 6.500.000 này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đấy, rất là đẹp Lót 9 đấy ạ. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới dụ A70, nhưng thầm A70 thì không bao giờ bằng những sản phẩm luôn. Nó là siêu phẩm, dùng rất là sướng mà máy mới cực kỳ là đắt. Cũng lúc thời điểm ra cũng 9 triệu hạn. Các bạn mua sản phẩm cũ này dùng sướng phê lắm nhá các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất. Hai con này 65, 68 và đây là 67 nhá các bạn nhá. Thì mình có 6 cây nhá. Đấy, hoặc là máy cỏ Leve thì các bạn đặt hàng cho mình nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Oppo này là con Oppo A33. Con Oppo A33 này thì là 600k nhá. Con Oppo A33 này là 600k. À, thay con máy cục gạch đen trắng nghe gọi rất ok nhá. Oppo A33 này là 600k. Đây. Oppo A33 này là 600k nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này các bạn nhanh hàng liền sớm nhất nhá. Đấy. 600k. Đấy. Thì năm 2020 rồi thì nhiều bạn có hỏi mình thì nên mua hàng online không thì theo lời khuyên của mình các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì mua hàng online các bạn không phải đi đâu mua hàng cả. Các bạn ngồi tại nhà có người mang điện thoại tới cho bạn nhà. Thì các bạn có chọn hình thức nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán cho mình. Nói chung là không phải là mình các bạn mua hàng online đâu. Đến như cương vị mình đây thì mình cũng đi mua hàng online cực kỳ là nhiều. Sướng lắm. Mua hàng online giờ nhiều sự lựa chọn và sướng lắm. Các bạn không phải sợ đâu. Các bạn cứ mua hàng online đi không phải sợ cho các bạn nhé.
Và tiếp theo nhà mình thì có con này là con ba con Note 8 này. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được ba cây Note 8 này. Đấy. Đấy. Nhà mình buổi tối ngày hôm nay về được ba cây Note 8 các bạn nhá. Đấy. Ba cây Note 8 này. Note 8 thì bên mình cũng từ 90 trên 90% nhá. Đấy, Note 8 thì cũng từ 90%. Thì mình cũng giới thiệu sơ cua về qua con Note 8 ấy. Note 8 này thì làm màn hình của nó là kèm Note 91 inch thôi nhá. Màn hình của nó là 6,3 inch, tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Nhưng mà là quay này quay full HD thôi nhá. Chip con này là chip Exynos 88 95 x 8 nhân, con kia tận 9 nhân nhá. Note 9 thì nó cao hơn hẳn luôn. RAM 6GB, RAM thì bằng nhau. Với bộ nhớ con này là chỉ có 64GB thôi nhá. Con Note 8 bên mình thì là bộ nhớ chỉ có 64GB, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Đấy. Note 8 thì hôm nay nhà mình về 3 cây các bạn nhé. Nó cũng rất là đẹp, nhưng khá là đẹp ạ. Đây, Note 8 đấy. Thì mình sẽ báo giá từng chạm một con một này. Đấy. Con này thì là màn đẹp keng luôn. Con này thì là màn đẹp các bạn nhé. Note 8 này màn đẹp. Đấy. Màn đẹp keng đấy ạ. Đấy. Đấy, máy màu bạc nhé. À, máy màu xám đấy ạ. Máy màu xám đấy. Máy còn 90 trên 90%. Con Note 8 này thì bên mình đang bán bạn giá là 4 triệu 500k nhé. Con này thì là màn hình đẹp không ảm ố nhé. Đây. Đây, màn hình đẹp không ảm ố. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128 à gì nhỉ? Bộ nhớ trong là 64GB. Bên mình đang bán bạn giá là 4 triệu 500k nhé các bạn nhé. Con Note 8 này 4 triệu 500k. Đấy, Note 9 này zoom lắm. Đây, và con này con màu đen này. Con màu đen này thì mình sẽ xem tình trạng màn của con này. Đấy. Đây. Màn hình con này thì là đẹp nhá, không ám nhá, nó chỉ gọi là lưu một tí trên này thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4 triệu 1 nhá. Con Note 8 màu đen này là 4 triệu 1 nhá, đen bóng này, 4 triệu 1 ạ. Đấy, cho các bạn lựa chọn nhá. Con Note 8 đen này là 4 triệu 1 các bạn nhá. Đấy, màn hình thì là đẹp không ám, chỉ bị lưu một tí trên này thôi. Bên mình đang bán bạn giá là 4 triệu 1 nhá. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá, bình thường không thấy nhá. Và tiếp đến là con này con màu xám này. Đây. Màn hình con này cũng đẹp. Đấy, màn hình cũng đẹp. Cái độ ám của nó thì mình cũng chưa nhìn thấy ám. Nói chung là đẹp. Xấu hơn cái màn này là sáng hơn một chút nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán lại giá là 4 triệu 300k. Đấy. 4 triệu 300k. Đấy, con này thì là màn hình nó sáng hơn. Con này thì cũng đẹp nhé. Đẹp không ám nhá. Bên mình đang bán là 4 triệu 300k con Note 8 màu bạc này. 4 triệu 300k cho các bạn nhé. Đấy. 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 4 triệu 3 và 4 triệu 500k và 4 triệu 1 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 đấy, gọi nhà hàng mình sớm nhất. Và buổi tối ngày hôm nay bên mình lại về ít mẫu sản phẩm còn cũ giá rẻ thì lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào mình, các bạn nhấc máy lên hệ trực mình ra hàng vào đây, địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc các bạn đang xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé. À, gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu nhé các bạn nhé.